Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi thì hiện tại mình cũng đã biết được là linh hồn 007 và linh hồn chị Hạnh vẫn còn tồn tại mọi người ạ. Và trong lúc mình đang rất là thắc mắc, không biết là liệu hai linh hồn đã còn tồn tại thì đang ở đâu. Và mình cũng đã thực hiện nghi thức để có thể nhìn thấy được tầm nhìn của linh hồn chị Hạnh. Thì trong lúc mình đang thực hiện nghi thức thì đột nhiên tiếng của chị Hạnh vang lên và có những lời lẽ đe dọa mình, chẳng hạn như là: mày đừng xía vào chuyện của tao, nếu như mày còn đụng vào chuyện của tao thì mày và gia đình của mày sẽ gặp hậu quả. Và sau đó chị ấy đã biến ra ở phía sau lưng của mình. Tự nhiên ở am thờ bị chạm điện mọi người à. Thì đột nhiên chị ấy đã biến ra phía sau lưng của mình. Thật sự cái đêm đó rất là đáng sợ mọi người à. Và mình vừa rồi cũng có live stream và cũng như là thông báo với tất cả mọi người về những chuyện đã xảy ra. Thì mọi người có cho mình một lời khuyên, đó chính là mọi người đang thắc mắc là hiện tại linh hồn 007 vẫn còn tồn tại. Vậy tại sao linh hồn 007 không về am thờ mà đang đi đâu đó mọi người ạ? Thì mọi người có góp ý cho mình là hãy thực hiện nghi thức để có thể nhìn thấy được tầm nhìn của linh hồn 007. Thì một điều rất là kỳ lạ đã xảy ra trong lúc mình thực hiện mọi người, là mình không thể nào thông linh được với linh hồn 007 thông qua nghi thức đó. Mình không nhìn được mọi người ạ. Và đáng lẽ hôm nay mình sẽ thực hiện một nghi thức triệu hồi, khi mà mình chỉ cần nhớ một nguồn âm khí của bất cứ một linh hồn nào thì mình có thể thực hiện triệu hồi linh hồn đó. Và cái nghi thức này mình cũng chưa từng thực hiện cho mọi người xem, nhưng tối nay mình không thực hiện được mọi người ạ. Do ở bên trong nghi thức có một số thứ mà mình không thể tìm mua được, mặc dù là mình đã đi tất cả những cửa hàng, những cái đồ dụng cụ về tâm linh, nhưng mà mình không tìm để mua được những cái thứ đó mọi người. Cho nên là tối nay mình sẽ thực hiện một nghi thức gọi hồn. Nếu như linh hồn 007 vẫn còn tồn tại thì theo những cái lời gọi hồn đó, linh hồn 007 sẽ đi về ngôi chùa này. Mình hy vọng là như vậy mọi người ạ. Video tối nay như thế nào, mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Mình không biết tại sao tự nhiên ở bốn cái cột ở am thờ này mọi người, không phải chỉ mới lúc nãy không đâu, lúc mà mình đang để hoa để trái cây lên để mình cúng trong am thờ cũng vậy nữa, tự nhiên nó cứ tẹt điện ra từ bốn góc này nè mọi người. Mình ngồi trong am thờ thì mình không thể nào cảm nhận ở ngoài được, nhưng mà tự nhiên trong cái giai đoạn này thì am thờ lại bị như vậy. Mọi người có nghĩ nó trùng hợp tới như vậy không mọi người? Ok, mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Ok mọi người, thì mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức gọi hồn rồi mọi người. Thì mình muốn thực hiện nghi thức này để có thể gọi linh hồn 007 nếu như còn tồn tại, hãy quay về ngôi chùa này mọi người ạ. Ở phía trước của mình có một dĩa trái cây. Mình sau khi thực hiện gọi linh hồn 007 quay trở về đây, mình sẽ cúng dĩa trái cây phía trước mình đây cho linh hồn 007 mọi người ạ. Và ngày hôm nay mình muốn gọi hồn linh hồn 007 về. Thứ nhất là mình đang lo lắng không biết là linh hồn 007 có gặp chuyện gì hay không. Thứ hai là mình muốn biết sau khi xảy ra sự xô xát giữa linh hồn 007 và linh hồn ma chó thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo mọi người. Vì lúc đó cả hai linh hồn đều biến mất, cho nên mình không biết được mọi người ạ. Ok, thì bây giờ mình xin phép tất cả mọi người
mình được bắt đầu vào nghi thức nhé. Tự nhiên nãy giờ bên am thờ cứ chập điện hoài mọi người ạ. Cho nên mình đã tắt luôn nguồn điện ở bên am thờ rồi mọi người. Mình không biết là liệu có chuyện gì hay không, nhưng mà mình không nghĩ nó trùng hợp tới như vậy đâu mọi người. Sao mọi bữa thì lại không chập điện, cho tới thời điểm hiện tại thì lại bị như vậy mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phép đèn lu li nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mở con mắt âm dương nhé mọi người. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đọc chú và gõ khánh để có thể mời gọi linh hồn 007 tới đây nhé mọi người. Yeah.
Tôi xin chào linh hồn. Thật sự gặp lại linh hồn tôi mừng quá. Tôi rất là lo cho linh hồn. Không biết là linh hồn có bị gì hay không nữa. Tôi rất là lo. Ngày hôm nay tôi gọi linh hồn về đây. Trước tiên muốn cúng cho linh hồn một dĩa của lễ, coi như lời cảm ơn của tôi đối với linh hồn khi linh hồn đã xả thân để mà có thể cứu tôi. Tiếp theo đó là tôi muốn hỏi linh hồn một số chuyện. Nhưng trước tiên, linh hồn hãy hưởng lấy dĩa của lễ này đi nhé. Tôi cảm ơn linh hồn vì tất cả những gì linh hồn đã làm vì tôi. Thật sự là khi là gặp linh hồn không sao, tôi rất là mừng. Tôi vui lắm. Linh hồn hãy hưởng lấy dĩa của lễ này như tấm lòng thành của tôi nhé. Vậy là linh hồn 007 không sao rồi mọi người ạ. Thật sự là tới bây giờ tôi vẫn chưa biết tên của linh hồn nữa. Cho nên tôi cứ gọi linh hồn là 007. Linh hồn có gì đừng khiển trách tôi nhé. Ngày hôm nay mình định thực hiện giao tiếp với lại linh hồn 007 bằng nghi thức cầu cơ mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là hiện tại có thể là có người theo dõi mình. Cho nên là mình, nếu như mình cầu cơ với linh hồn 007 thì linh hồn đó cũng sẽ biết. Mà mọi người cũng đã biết là linh hồn 007 thì không có thể nào nói chuyện được mọi người. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ thực hiện nghi thức thông tâm để mà có thể nói chuyện với linh hồn không. Mình cảm nhận thấy nguồn âm khí quen lắm mọi người ạ. Dạ thầy ơi, con xin chào thầy ạ. Vậy thầy có thể nào kể cho con nghe được không thầy? Thiệt tình là con cũng rất là nóng lòng muốn biết chuyện này thầy ạ. Vì con cũng đã cố gắng hết sức để có thể giúp cho linh hồn chị Hạnh, mà con không ngờ là chị ấy lại làm như vậy. Thật sự là con có rất là nhiều dấu hỏi trong lòng của mình thầy ạ. Ý thầy nói là hai đứa bé mà chị Hạnh đã nói là con của chị ấy thật sự là không có mẹ hả thầy?
Vậy tại sao hai đứa bé lại không nói cho con hay là cho thầy biết vậy thầy? Thiệt tình là nghe xong sự việc này con cảm thấy nhói lòng quá thầy ạ. Mà tại sao thầy lại biết chuyện này? Vậy tại sao lúc đó thầy lại không nói cho con biết? Đột nhiên chó sủa nhiều quá thầy ạ. Dạ, con cảm ơn thầy đã giải đáp những thắc mắc trong lòng của con ạ. Con xin chào thầy. Con chúc thầy luôn được bình an thầy nhé. Mọi người cũng đã nghe thầy Hùng nói rồi đó. Có nghĩa là linh hồn ba mẹ con mà nhóc Thương lúc trước ở trong ngôi chùa này nhìn thấy, đó thật sự là linh hồn của chị Hạnh mọi người ạ. Nhưng sau khi linh hồn ma chó đã biết được những âm binh đang cư ngụ ở đây, thì linh hồn ma chó đó và đồng bọn đã âm mưu để tiếp cận mình, để có thể vào bên trong ngôi chùa này bằng cách là đã ăn linh hồn chị Hạnh và đã đe dọa các con của chị Hạnh kể về toàn bộ những chuyện về chị Hạnh cho bọn chúng biết, để bọn chúng có thể giả làm chị Hạnh một cách hoàn hảo nhất, và đã cấm khẩu luôn cả tụi nhỏ. Đó là lý do tụi nhỏ không nói được với mình. Và vì muốn đi siêu thoát
cho nên tụi nhỏ phải nghe lời theo cái linh hồn đó mọi người ạ. Thật sự sau khi nghe xong chuyện này, mình cảm thấy nhói lòng quá mọi người ạ. Hèn chi, trong lúc mà chồng chị Hạnh trở về, thì linh hồn đó liền bỏ đi vì sợ bị lộ mọi người ạ. Lúc nãy giờ tự nhiên mình nghe chó sủa rất là nhiều mọi người. Có thể là linh hồn đó cũng đã nghe lén về những điều mà mình nghe được rồi. Thầy Hùng kêu mình là trong thời gian này hãy đề cao cảnh giác. Có thể trong một vài ngày tới thầy Hùng sẽ không có ở chùa mọi người ạ. Chắc chắn một điều, những linh hồn này sẽ trả giá mọi người ạ. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Có lẽ bây giờ mình nên đi về nhà mọi người ạ. Có gì mình về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người sau nha. Mình cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Nghe xong câu chuyện này mình buồn quá mọi người ạ.